Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Các chuyên gia đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden là cơ hội để hai nước nhìn lại mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới sâu sắc hơn. Trong 28 năm quan hệ Việt-Mỹ, một điều đã trở thành truyền thống. Mỗi đời Tổng thống Mỹ từ thời ông Bill Clinton đều thăm Việt Nam. Có lẽ vì vậy, mà thông báo của Nhà Trắng về việc ông Joe Biden tới Hà Nội vào ngày 10 và 11 tháng 9 không quá bất ngờ. Ông Murray Hibbert, cố vấn cấp cao cùng thuộc chương trình Đông Nam Á tại CSIS, đánh giá thời điểm diễn ra chuyến thăm là phù hợp. Năm 2025, ông Biden hoặc một tổng thống Mỹ khác sẽ bận rộn với nhiệm kỳ hoặc chính quyền mới. Cùng lúc đó, Việt Nam sẽ chuẩn bị cho đại hội đảng vào năm 2026. Ông Hibbert nói, như vậy lúc này thực sự là thời điểm hoàn hảo. Thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden được hàng loạt tờ báo, hãng tin lớn đăng tải với những bình luận tích cực. Hàng loạt trang tin, tờ báo ở khu vực từ Trung Quốc, Nhật Bản đến Singapore, Thái Lan, Philippines hay Indonesia cũng đồng loạt đưa tin về chuyến thăm với những nhận định tích cực. Báo Washington Post dẫn lời Thomas Valeri, người từng tham gia lên kế hoạch thăm Việt Nam cho nhiều lãnh đạo Mỹ cho hay: Về mặt lịch sử, đây là chuyến thăm Việt Nam có ý nghĩa lớn lao nhất từ trước đến nay của một tổng thống Mỹ. Và sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper khẳng định từ thời Tổng thống Bill Clinton khi hai nước bình thường hóa quan hệ, các tổng thống Mỹ đều đến thăm Việt Nam. Chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng Việt Nam quan trọng với Mỹ. Ngày 10 tháng 9, Tổng thống Mỹ sẽ thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việt Nam rất mong được đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây là chuyến thăm làm trọn vẹn hơn cuộc điện đàm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tháng 3 vừa qua. Chuyến thăm cũng là một phần quan trọng của những nỗ lực to lớn hơn trong năm nay nhằm đánh dấu 10 năm hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện. Đó là những chuyến thăm của các nhà lãnh đạo, của tàu sân bay hay quan hệ thương mại giữa hai nước đạt gần 140 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 8 trong số các đối tác thương mại của Mỹ. Việc Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Bên cạnh việc tăng cường hợp tác kinh tế, hai nước không ngừng làm bền chặt hơn mối quan hệ giữa người dân hai bên. Gần 30.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số sinh viên theo học ở Mỹ nhiều thứ năm thế giới. Đại học Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thế hệ sinh viên đầu tiên tốt nghiệp. Mỹ có Peace Corps với đội ngũ tình nguyện viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội, có những sự hợp tác tuyệt vời về các vấn đề biến đổi khí hậu bên cạnh đó, việc cùng hợp tác trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch tại Việt Nam. Rất nhiều điều tuyệt vời đã diễn ra trong năm nay và rất nhiều điều tuyệt vời đã đến trong mối quan hệ tổng thể giữa hai nước. Về thông điệp tổng thể, hai nước thật may mắn khi từ thời tổng thống Bill Clinton đã bình thường hóa quan hệ, các tổng thống Mỹ đều đến thăm Việt Nam. Mỹ muốn gửi thông điệp rằng mối quan hệ của hai nước rất ý nghĩa. Giá trị nội tại trong mối quan hệ hai nước vượt xa hơn bất kỳ điều gì có thể nghĩ về mối quan hệ Mỹ và Việt Nam. Trọng tâm là giúp Việt Nam xây dựng một nền kinh tế đổi mới sáng tạo, trong đó có phát triển lực lượng lao động công nghệ cao, ứng phó với những thách thức và nắm bắt cơ hội của thế kỷ 21. Hợp tác y tế vẫn luôn là nét đặc trưng mạnh mẽ trong tình hữu nghị giữa Mỹ và Việt Nam, cho dù đó là hợp tác để giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ dịch Covid-19 hay hoạt động phòng chống HIVS vì vậy theo nhiều cách chuyến thăm này truyền tải đi thông điệp lớn rằng mối quan hệ giữa mỹ và việt nam rất quan trọng những gì hai nước làm là thể hiện sự tôn trọng đối với hệ thống chính trị của nhau tất cả những điều này sẽ được nhấn mạnh qua chuyến thăm lịch sử chuyến thăm đòi hỏi rất nhiều nỗ lực nhưng sau cùng kết quả của những nỗ lực này sẽ là rất tuyệt vời đối với cả hai nước những lĩnh vực liên quan đến giáo dục sẽ giúp người dân hai nước thấu hiểu nhau hơn, đồng thời hợp tác để đảm bảo Việt Nam có được lực lượng lao động cần thiết để ứng phó với thách thức và nắm bắt những thời cơ của thế kỷ 21. Hợp tác trong các vấn đề về môi trường, đặc biệt là biến đổi khí hậu, hiện thực hóa nỗ lực của Việt Nam nói riêng và của hai nước nói chung để hoàn thành mục tiêu phát thải dòng bằng không Net Zero vào năm 2050. Mỹ mong muốn đạt được điều này dù là thông qua hợp tác tài chính, công nghệ hay nguồn nhân lực. Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry đã đến Việt Nam vài lần. Đây là lĩnh vực rất quan trọng trong việc hợp tác để ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nhiều nhất về vấn đề này. Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất cho thỏa thuận đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng. Sẽ có các cuộc hội đàm để tối ưu hóa sự hợp tác nhằm đáp ứng được những mục tiêu quan trọng mà Việt Nam đặt ra cho mình. Nhìn lại chặng đường 28 năm qua và nhất là tròn 10 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, những thành tiệu hai nước có được đó chắc chắn là đầu tư thương mại. Trong những thành tiệu rõ ràng nhất, kim ngạch thương mại hai chiều đạt tới 140 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh quan hệ hai nước trước kia. Con số này tăng tới đến 360% khi hai nước bắt đầu mối quan hệ đối tác toàn diện sự đầu tư của các công ty Việt Nam vào Mỹ cũng như các công ty Việt Nam xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đây đều là những tín hiệu thực sự về mối liên kết ngày càng gia tăng giữa nền kinh tế hai nước, đó là thành tựu lớn có được nhờ công sức của cả Mỹ và Việt Nam. Những nỗ lực của hai nước trong lĩnh vực khí hậu cũng rất to lớn và sẽ còn phát triển hơn nữa. Vài năm trước Mỹ cũng đã triển khai một sáng kiến nhằm giúp đỡ Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm các trường hợp quân nhân mất tích trong chiến tranh thông qua việc sử dụng nghiên cứu lưu trữ cũng như phân tích ADN. Hy vọng chương trình này sẽ giúp khép lại những nỗi đau của nhiều gia đình Việt Nam theo cách mà những nỗ lực của Việt Nam đã và đang giúp đỡ các gia đình Mỹ. Hai bên còn thực hiện các nỗ lực khác nhau như giả phá, thao dỡ bom mìn dù là ở sân bay Đà Nẵng hay sân bay quân sự Biên Hòa với hy vọng dọn sạch bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, hỗ trợ những người khuyết tật. Đây đều là những nỗ lực đã diễn ra từ trước trong quá trình bình thường hóa quan hệ, giúp thiết lập nền tảng của sự tin tưởng giữa hai đất nước, điều mà đến nay vẫn tiếp tục đem lại lợi ích cho cả hai. Nhận lời mời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9, tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn quan chức cấp cao Hoa Kỳ sẽ chính thức thăm Việt Nam. Ngày mùng 9 tháng 9, thiếu tướng Lê Ngọc Châu. Tư lệnh cảnh sát cơ động đã đến kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tại Việt Nam đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an về đảm bảo an ninh an toàn chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong đó xác định yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho Tổng thống Mỹ, các thành viên trong đoàn thời gian hoạt động tại Việt Nam và các hoạt động đón tiếp làm việc của lãnh đạo Đảng nhà nước với đoàn. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn phục vụ công tác bảo vệ đoàn, kịp thời phát hiện đấu tranh với các âm mưu hoạt động đe dọa an ninh an toàn của đoàn. Công an địa phương, các lực lượng liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của Tổng thống Mỹ trong thời gian thăm Việt Nam, nhất là xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp, bất ngờ xảy ra. Tư lệnh cảnh sát cơ động chỉ đạo đơn vị cảnh sát đặc nhiệm, các đồng chí cần giả lại vũ khí, phương tiện mang theo, chuẩn bị cho phù hợp với nhiệm vụ ở từng địa điểm duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, thông tin liên lạc, đảm bảo quân số, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện sẵn sàng tăng cường xử lý các tình huống phức tạp đột xuất xảy ra tại mục tiêu đơn vị đảm nhiệm kiểm tra, đôn đốc và giao nhiệm vụ cho các trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu, tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt, biểu dương các đơn vị về cơ bản đã triển khai thực hiện các kế hoạch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!